Chị nghe tiếng thương ạ. Ok, cảm ơn. Hè mà bắt đi học nó ngán quá hả? Có anh chị nào có học lớp nào với mình không? Trước đây. Chưa ha. À, mạng truyền thông dữ liệu thôi. Ok. Có anh chị nào trong lớp mình chưa học cái môn mạng và truyền thông dữ liệu không? Nếu mình học môn mạng và truyền thông dữ liệu rồi thì môn này nó học nhẹ hơn. Môn đó sao chưa có điểm thi vậy này? Chị làm bài tôi chấm tôi ngán quá, còn bài thực hành tôi chưa chấm xong, tôi không đủ Lu can đảm để tôi mở bu lên tôi quá chấm thầy, hả. nhìn nó gấu nùi quá thầy. Nói từ từ 1 giây, chắc vài bữa nó có điểm. Điểm đâu còn có đó, nói gì. Từ từ ha, để vài bữa nó chấm xong cho môn đó. Rồi thôi, mình bắt đầu nội dung môn học của mình. Môn học của mình thì tên là Quản trị hệ thống. Nên tôi chưa xem màn hình nữa. Rồi, chắc là mình đầu tiên thì mình giới thiệu về môn học nha. Môn học chúng ta thì tên là Quản trị hệ thống. Ừ, thì nghe tên thì nó có suy nghĩ là môn này mình học dễ gì không? Nơi quản trị là mình theo dõi thôi, mình quản lý sắp xếp nha, cái thứ gì đó để cho nó tốt hơn, đúng không? Hệ thống này là hệ thống gì chị? Mình có chữ hệ thống gì? Chữ hệ thống này là chữ system phải không? Nha. Hệ thống. Mình có thể là hệ thống gì? Hệ thống công nghệ thông tin ha, hệ thống IT, IT. ICT, hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể cái tên môn học đầy đủ hơn là quản trị hệ thống công nghệ thông tin. Như vậy thì trong một cái hệ thống công nghệ thông tin thì nó có cái gì anh chị? Trong một hệ thống công nghệ thông tin thì có gì? Tất nhiên là nó đầu tiên nó phải có phần cứng nha, phần cứng. Ví dụ giờ trong một cái cơ quan công ty mình đi, thì sẽ có nhiều nhân viên. Như thế thì thông thường là mỗi nhân viên sẽ được cấp một cái máy tính để làm việc nha. Bao nhiêu nhân viên thì có bấy nhiêu máy tính, đúng không? Đầu tiên đó là phần cứng hardware. Rồi bên cạnh cái máy tính ha, cái PC,
chúng ta sẽ có máy chủ không, server server nha, server rồi chúng ta có những cái thiết bị khác như là máy in đúng không? Máy in. Nhưng mà ngày nay á, những cái thiết bị này thì nó không phải là nó hoạt động độc lập mà nó sao chị? Được nối mạng lại phải không? Được nối mạng. Như thế để nối mạng thì chúng ta học mua mạng rồi phải không? Thì nó sẽ phải có cái switch nha để nối vô. À, các máy tính sẽ nối vô cái switch phải không? Cái máy in cũng nối vô cái switch nha. Cái server cũng nối vô cái switch nha. Rồi chúng ta có thể có cái wifi access point để chúng ta phát sóng không dây nha, phát sóng không dây để mà chúng ta nói kết mạng không dây cho các người dùng dùng điện thoại phải không, hoặc là dùng laptop ha, vân vân. Rồi chúng ta có cái thiết bị gì, cái router phải không, router để chúng ta có thể là nối kết mạng với những nhánh mạng khác hoặc là nối kết ra ngoài internet nha. Nối kết internet nha, hoặc là nối kết tới những nhánh mạng khác. Thì thế là chúng ta có phần cứng ha. Ở đây thì phần cứng thì có thể có những thiết bị đầu cuối như là máy tính nè, máy chủ nè, máy in ha, những thiết bị mạng như là cái switch, cái wifi access point, cái router. Đúng. Bên cạnh phần cứng thì chúng ta có gì anh chị? Chắc là nó có phần mềm này, phần cứng không thì nó như cục sắt thôi phải không, nó phải có phần mềm thì phần mềm có những gì, phần mềm nó có hệ điều hành trên cái máy tính nè nha, các cái ứng dụng phải không, văn phòng, những kế toán, những thiết kế nha, các công cụ lập trình thì vân vân nha. Ở trên máy chủ thì nó cũng có hệ điều hành của máy chủ nha, ngày nào nó mới chủ. Chúng ta mua máy chủ về để làm gì các anh chị? Tất nhiên là mua máy chủ về để dùng phải không, để sử dụng. Mà sử dụng sao, ta mua máy chủ về để chúng ta cài đặt các cái dịch vụ ha, các cái service, các cái dịch vụ lên trên máy chủ. Các dịch vụ đó là dịch vụ gì anh chị? Web ha, chúng ta triển khai một website trên server công ty, ta triển khai hệ thống email, database, vân vân. Những cái thứ này đó là những cái dịch vụ ha, dịch vụ với là lý do để chúng ta mua máy chủ. Ta mua máy chủ vậy để ta triển khai các dịch vụ cho các người dùng trong công ty sử dụng. Chúng ta có phần cứng, phần mềm, có dịch vụ ha. Rồi ai xài phần cứng phần mềm để ai xài? Người dùng xài nha. Như thế thì trong hệ thống chúng ta sẽ có gì, có user, có người dùng chúng ta phải quản lý người dùng. Ví dụ như chị có cái hệ thống quản lý của trường đó, chị sẽ được cấp cái tài khoản của sinh viên để chúng ta xem điểm phải không, các sinh viên hệ đại trà thì họ có thể đăng ký môn học không, đăng ký ký túc xá, theo dõi học phí gì đó vân vân nha. Người dùng rồi ta có phần cứng phần mềm, có người dùng, có dữ liệu vân vân, thì lúc này chúng ta phải quan tâm vấn đề gì, security, về bảo mật. Chúng ta phải làm sao cho cái hệ thống này nó an toàn an ninh để không trở thành miếng mồi ngon cho hacker nha. Đây là một cái hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống công nghệ thông tin nên là nó có những cái phần cứng, nó nói một cách nó vui đấy nha, nó có những cái thành phần này như thế thì chúng ta làm quản trị hệ thống chính là chúng ta sẽ quản lý thứ này, quản lý các phần cứng, các phần mềm, quản lý các dịch vụ, quản lý các người dùng. Như thế cái môn học này, môn quản trị hệ thống ấy, là chúng ta sẽ học về việc các cái nguyên lý, nguyên tắc, các cái
kỹ thuật, các công nghệ cần thiết để chúng ta quản trị hệ thống này. Sau đó thì ở môn này thì có thể chị nghe đâu đó tên gọi tên là quản trị mạng, quản trị hệ thống, thì nó cũng có một phần nào đó nó dính với cái môn học này. À, như thế là đó chính là cái nội dung môn học của chúng ta, nội dung môn của chúng ta. Rồi một trong những cái phần mà có thể chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ thắc mắc nha, thắc mắc đó là thì sao à? Môn này thì sao? Học thì phải thi phải không? Phải đánh giá. Vậy chị có hình thức đánh giá nào không? Đề xuất. Về môn học của chúng ta thì nó sẽ có hai nội dung. Hầu hết các môn về trong ngành công nghệ thông tin đó, thì chúng ta sẽ học lý thuyết, học lý thuyết, học online thế này. Về phần thực hành thì chúng ta sẽ có 5 bài thực hành nha. Lý thuyết thì chúng ta sẽ học online thế này, thực hành thì chúng ta sẽ có 5 bài. Thực hành thì 5 bài ha. Nếu anh chị nào học với tôi môn mạng và truyền thông dữ liệu rồi á, thì thực hành cái môn này nó cách làm nó cũng giống giống như cái môn mạng và truyền thông dữ liệu, và sẽ gửi bài tập cho anh chị nha, bài tập cho anh chị để yêu cầu nha, yêu cầu anh chị sẽ làm cái làm bài thực hành và nộp báo cáo để lấy điểm. Thì các cái bài thực hành đó thì nó sẽ có hướng dẫn, có video hướng dẫn. Anh chị nhiệm vụ anh chị là xem cái video để anh chị làm theo. Ví dụ chúng ta có một cái bài thực hành như thế này. Chúng ta có bài thực hành một chẳng hạn nha, thì giáo viên sẽ gửi cái yêu cầu này cho anh chị nha, gửi yêu cầu bài thực hành. Nhiệm vụ của chị là sẽ làm cái bài này nha, bài thực hành này. Thì các bài thực hành thì có cái video hướng dẫn, rồi tôi đã up các video hướng dẫn này trên YouTube nha. Thì nhiệm vụ của chị là xem các cái video này để anh chị làm theo. Chị sẽ xem video nha và làm theo. Thì chỉ cần chị làm theo video làm đúng, và trong quá trình làm thì chỗ nào mà yêu cầu chụp hình minh họa, anh chị làm cái đó, chụp cái hình kết quả thực hiện lại, rồi anh chị chèn vô là coi như hoàn thành cái câu đó nha. Đó là cái cách làm thực hành bài này. Thì khi nào tới làm các bài thực hành đó, thì tôi sẽ gửi cái yêu cầu và các cái video hướng dẫn cho anh chị làm theo. Thì là cái video này thì là đỡ hơn cái video đỡ học môn mạng ha, video học môn mạng học môn mạng thì cái video là tiếng Anh sử dụng của cái tác giả người nước ngoài, còn video này tôi làm tiếng Việt nha, chắc là cũng dễ dàng cho anh chị để làm thôi. Ba đồ quỷ thì đâu gì đâu, làm xíu xong rồi anh chị ơi, bài lạnh buổi là xong rồi. Như thế ha, đó là cái hình thức học nha. Chúng ta quay lại cái vụ là đánh giá môn học. Đánh giá môn học của chúng ta thì
đánh giá là sao? Anh chị có hai lựa chọn nha, và chúng ta sẽ thi cuối kỳ, chúng ta sẽ có bài điểm là điểm thực hành ha, điểm thực hành là điểm lý thuyết ha. Thực hành thì chúng ta sẽ làm 5 bài, mỗi bài nhiêu điểm được. Này 4 điểm hả? 4 điểm là bốn điểm là nhiêu, là mỗi bài điểm hả? Bốn bài là sao, 5 bài là 20 điểm. Bốn chục phần trăm của 4 bài đó hả, mỗi bài 10% đúng không? Sáu điểm đi thầy thì lý thuyết 3 điểm rồi. Rồi thế này chúng ta sẽ khỏi thi lý thuyết cuối kỳ luôn, chúng ta sẽ lấy điểm thực hành và điểm chuyên cần. Chuyên cần bằng cách là chúng ta sẽ mỗi buổi là cho chị làm một cái bài trắc nghiệm ngắn được không, lấy điểm liền. Hay là muốn có thi lý thuyết cuối kỳ, cái việc mà lấy điểm theo tiến độ thì nó có ưu điểm là không cần phải thi cuối kỳ, nhưng mà có nhược điểm là phải bắt anh chị học. Như chị, anh chị thì trốn học, chỉ cần thi lý thuyết là qua môn à. Đây. Ok, vậy chúng ta sẽ thi ta làm 5 bài thực hành ha, mỗi bài 15% ha. Và chúng ta sẽ có 75% ha. Rồi 75%, 25% còn lại đó là chúng ta là chuyên cần nha, chuyên cần thì giáo viên sẽ mỗi buổi sẽ cho anh chị có thể là điểm chuyên cần bằng cách là điểm danh nha, điểm danh lấy điểm thôi nha, hoặc là làm trắc nghiệm ngắn nha. Thầy ơi, trong cái phần mà điểm chuyên cần cái này thầy cho cỡ khoảng chừng 5-6 bài tập thế này. Thầy học online nhiều khi học nhiều khi bằng công chuyện đột xuất không có tham dự được một trong những buổi á, thì nếu mà ngày nào thầy cũng cho hết như vậy nó hơi đuối. Thầy cho cỡ ví dụ như 5 bài liên tiếp vậy đó, 5-6 bài liên tiếp về cái phần điểm chuyên cần ấy. Chứ còn cái phần điểm làm bài tập thì ok. Rồi chúng ta sẽ điểm danh 5 lần nha. Điểm danh 5 lần. 5 lần ha, bất kỳ. Nha, điểm danh 5 lần. À, mà điểm danh 5 lần là tính điểm chuyên cần 5 lần nha. Tính điểm chuyên cần 5 lần. Có thể là điểm danh hoặc là làm bài lấy điểm gì đó, và 5 lần mỗi lần là 5% ha. Rồi được không chị? Có thể Cái đó là tôi học mình cái đó mình chúng... làm là có chúng tính ta đúng lấy sai không thầy, hả? cái đó mình có làm mình tính kết quả đúng sai không, hay là tham ví dụ mình làm lỡ sai thì cũng vẫn tính chuyên cần là mình có tham gia là bài tập không? Có đúng sai chứ, nhưng mà không thiết phải đúng hết. Ví dụ như để làm đề điểm lý thuyết đó 10 ví dụ cho 5 câu, chúng ta làm hết 5 câu thì ta được 5%. Chúng 3 câu được 3% đấy đó, được không chị nha? Rồi
Có thể là chúng ta học 60 buổi, chúng ta điểm danh, ta lấy điểm danh 5 cột điểm nha, có thể nửa nào cũng điểm danh hết ví dụ vậy, nhưng mà sẽ lấy 5 cột ha. Nha, còn nếu ai thiếu hơn 5 cột thì phải chịu ha. Rồi như thế ha, chúng ta sẽ có thực hành là 5 bài nhân cho 15% nha. Rồi chuyên cần nha, điểm danh 5 lần lấy 5%. Rồi thống nhất vậy ha. Các bạn khác, các anh chị khác có ý kiến gì không? Cái mít hơi nhỏ hả? Step. Alo, nó nghe lớn hơn chưa anh chị? Đã hơn không? Hồi nãy tôi xài cái mic kia, trên đây vì cái mic mic này giờ đỡ chưa? Nghe rõ chưa? Mic kia dễ nghe hơn. Mic kia nó có chống chống ồn đó. Mic trên cam nó có chống ồn nữa. Để nó hơi xa thấy không, tại bữa nay tôi dạy trong đây không có cái micro gần. Rồi anh chị nào mà mình nghe không rõ mình đeo phone vô nha. Rồi như thống nhất ha, giá môn học ha. Về tài liệu môn học đó thì ngoài cái video hướng dẫn thực hành trên YouTube nha, thì tôi có gửi cho anh chị cái bộ slide. Tuy nhiên thì một cái điều không có vui cho anh chị là một slide tiếng Anh, rất là nhiều cái môn trong cái ngành chúng ta là slide tiếng Anh, không có slide tiếng Việt nha. Tuy nhiên thì anh chị xem cái bộ slide đó như là cái tài liệu tham khảo để chúng ta theo dõi. Còn cái nội dung mà bài giảng á thì chúng ta có cái video của các buổi học nè, và nếu anh chị chuyên cần hơn nữa thì trong quá trình học thì chúng ta có thể ghi chú, đặc biệt là những cái gì mà giáo viên ghi trên bảng á, vẽ trên màn hình đó nha, thì nó rất là cô đọng ở trong môn học chúng ta, nên chị có thể ghi chú lại nha, ghi chú lại để trở thành cái kiến thức môn học ta nha. Còn bộ slide mà gửi kèm cho chị thì chị xem như là cái tài liệu tham khảo ha. Rồi thôi chúng ta chắc chúng ta vào nội dung hôm nay ha. Hồi nãy chúng ta có giới thiệu về môn học ha. Thì môn học này dành cho ai? Môn quản trị hệ thống ha, dành cho ai? Cái môn này anh chị theo dõi cái bộ slide này, anh chị theo dõi trong cái slide đó thì ta sẽ bộ slide cũng có trường học ở Mỹ ha, nên anh chị cũng tự tin là nội dung môn học thì nó cũng ok, chứ không có vấn đề mà nó lạc hậu so với thế giới. Nội dung thực hành thì chúng ta cập nhật cái phiên bản mới nhất cho anh chị. Môn học là dành cho ai nha, thì môn học là dành cho những sinh viên hứng thú trong việc học về vai trò và trách nhiệm, vai trò trách nhiệm của một cái người quản trị hệ thống máy tính và mạng, administrator, đó là người quản trị phải không, hệ thống máy tính và mạng nha. Hứng thú trong việc học làm sao để cấu hình để quản lý các cái hệ thống Linux nha, làm sao để chẩn đoán và xử lý các sự cố nha. Rồi cách mà các cái dịch vụ quan trọng nó hoạt động như thế nào, thì mình học xong những cái chuyện này xong nè, thì chúng ta thấy được là cái công việc, cái vai trò trách nhiệm của một cái anh quản trị hệ thống thì nó rất là áp lực, rất là nhiều việc nha, nên từ đó là chúng ta sẽ dễ thương hơn nha, thân thiện hơn với các anh chị quản trị hệ thống. Ở đây chúng ta sẽ có cái từ thuật ngữ là sys admin, sys admin, chữ sys là tắt có chữ system nè, tầm hệ thống không, admin là administrator ha, admin là cái thuật ngữ chỉ người quản trị hệ thống.
Thì nếu như để học môn này mà anh chị nào có kinh nghiệm làm trên các hệ thống Linux hoặc là Unix rồi đó thì môn học này nó nhẹ nhàng hơn nha, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nên trong trường hợp mà chưa chưa học chưa quen thì cũng không sao, đây là cơ hội trong môn này để chúng ta học. Rồi môn học này không bao gồm những gì nha, không bao gồm những gì. Thứ nhất là không dạy về mạng chuyên sâu, mạng chuyên sâu tôi không rõ là trong cái chương trình chính trị là liên thông phải không, liên thông từ xa thì không biết là chỉ học cái môn CT 112 hay môn mạng máy tính đó. Thì cái môn CT 112 thì nó sẽ dạy để chúng ta về lý thuyết về mạng, làm sao một cái hệ thống mạng vận hành. Ví dụ như chúng ta dùng Zalo đi, chúng ta gọi điện cho bạn mình qua cái tài khoản Zalo mình ở Việt Nam, bạn mình Zalo ở Mỹ, thì làm sao mà dữ liệu từ cái điện thoại của mình đi tới bên kia an toàn chính xác, bên kia nhận được dữ liệu mình thì chuyện gì xảy ra phía sau đó, thì cái môn mạng máy tính nó sẽ chạy. Môn này thì cũng không dạy về an ninh mạng nha, không có dạy về an ninh mạng một cách chuyên sâu nha. Không dạy an ninh mạng chuyên sâu. Chắc chắn khi mà chúng ta làm mở chị hệ thống đó, thì việc đảm bảo an ninh cho cái hệ thống mạng, hệ thống máy tính của chúng ta đó là trách nhiệm của quản trị hệ thống. Tuy nhiên thì trong cái môn học thì chỉ dạy cho chị những cái kỹ năng thực hành, kỹ năng cần thiết để đảm bảo an ninh một mức độ cơ bản, chứ không dạy về an ninh mạng, an ninh hệ thống một cách chuyên sâu mà chúng ta sẽ có những môn khác. Môn này cũng không dạy về quản trị mạng Windows mà dùng gì để thay thế, không dùng Windows mà dùng Linux. Thì tại sao mà không dùng Windows mà dùng Linux các anh chị? Tại sao? Tại sao không dùng Windows mà dùng Linux? Linux mã nguồn mở cộng đồng nhiều. Đúng rồi, nhưng mà nó cũng chưa phải là lý do tại sao mà nó dùng Linux. Đơn giản tại vì Linux nó phổ biến hơn Windows ở trên hệ thống máy chủ, hệ thống máy chủ. Còn ở trên cái hệ thống máy cá nhân, máy tính cá nhân, máy PC thì đó là thế giới của Windows. Ta thấy là mở máy lên là máy nào cũng xài Win 10, Win 11 phải không? Nhưng mà ở trên máy chủ, trên server thì cái thị phần của Windows Server đó nó thấp hơn khá là nhiều so với họ nhà Linux hoặc Unix. Do đó thì không lý do gì mà chúng ta không học Linux hết nha. Khi mà chúng ta làm quản lý máy chủ phải không, thì tất nhiên cũng có những máy chủ nó sẽ xài hệ thống Windows Server, nhưng mà đa số khá là nhiều là sử dụng Linux hoặc là Unix, hai này nó bà con nhau thôi. Còn mã nguồn mở hay gì đó hay là cộng đồng nhiều đó thì chút xíu ta sẽ nói chuyện nó sau. Môn này thì cũng không có dạy về sửa chữa phần cứng. Chúng ta là quản trị hệ thống thì chúng ta có quản lý phần cứng, quản lý phần cứng nhưng không có sửa chữa phần cứng nha, sửa chữa phần cứng. Ví dụ anh chị mà có yêu thích về sửa chữa phần cứng máy tính như thế nào thì ta sẽ có những lớp nghề, lớp chứng chỉ bên ngoài. Môn này cũng không dạy về các cái kiến thức để chúng ta lấy chứng chỉ, như chứng chỉ quản trị mạng không, chứng chỉ quản trị Windows, chứng chỉ quản trị Linux vân vân. Tuy nhiên nếu như chúng ta học tốt môn này thì cũng là kiến thức nền tảng để chúng ta có thể lấy các chứng chỉ.
Thì rốt cuộc hồi nãy đã giới thiệu với anh chị đó, thì môn này là chúng ta sẽ học về vai trò trách nhiệm công việc của các anh quản trị hệ thống. Vậy cụ thể là một quản trị hệ thống sẽ làm gì? Nha, cụ thể là quản trị hệ thống sẽ làm gì? Thì đây là cái slide, slide bài giảng. Nha, slide bài giảng. Là cái slide tóm tắt, slide bài giảng mà tóm tắt về các cái công việc chính mà một anh quản trị hệ thống sẽ làm. Đầu tiên đó là gì? Quản lý tài khoản người dùng. Quản lý tài khoản người dùng. Một cái hệ thống công nghệ thông tin chẳng hạn thì nó sẽ có các người dùng, không? Ví dụ như ta có hệ thống quản lý của trường mình đó, thì có tài khoản của sinh viên, tài khoản của giảng viên, vân vân. Thì chúng ta làm quản trị hệ thống, người ta làm gì? Cấp các cái tài khoản, không? Phân quyền cho các tài khoản. Tài khoản sinh viên thì có quyền gì đó, tài khoản sinh viên thì chỉ được xem điểm cá nhân thôi, không xem thông tin lý lịch cá nhân vân vân. Tài khoản giảng viên thì có thể là xem điểm, quản lý điểm, cho điểm các sinh viên mà mình giảng dạy. Tất nhiên thì họ sẽ không thể nào mà nhảy qua cái lớp khác mà họ không giảng dạy để họ cho điểm được, không? Như tài khoản của trưởng khoa thì họ có nhiều quyền hơn, vân vân. Đó là cái công việc đầu tiên. Công việc thứ hai đó là quản lý phần cứng. Quản lý phần cứng. Quản lý phần cứng đây là chúng ta sẽ theo dõi, ta biết được là trong hệ thống chúng ta đang sử dụng những phần cứng gì, chức năng như thế nào, hư thì sửa như thế nào, hư thì thay thế như thế nào, sửa chữa thế nào. Ở đây là chúng ta không phải là chúng ta người sửa chữa, mà chúng ta biết cái chỗ sửa chữa, đúng không? Biết được cái dịch vụ sửa chữa nha. Vâng vâng chứ chúng ta không có, không nhất thiết là chúng ta phải tự sửa chữa phần cứng. Chúng ta biết được là hệ thống chúng ta, cái server chúng ta hiện nay phần cứng như thế nào, đời bao nhiêu, phần hiệu gì, vân vân, chức năng gì đó, vân vân nha. Công việc thứ ba đó là sao lưu và phục hồi hệ thống tập tin. Hệ thống tập tin đây chính là gì? Chính là dữ liệu, không, data. Mình có phần cứng tốt, phần mềm tốt mà cái hệ thống mình nó mất dữ liệu, ví dụ cái server cháy, không, dữ liệu mất hết mà chúng ta không có sao lưu thì coi như là cái cơ quan công ty chúng ta nó phá sản luôn, nó phá sản luôn. Như thế là chúng ta phải sao, thường xuyên là sao lưu dữ liệu, và khi có sự cố thì ta phải phục hồi lại. Rồi dữ thứ tư đó là cài đặt và cấu hình các cái phần mềm và các dịch vụ cho hệ thống chúng ta. Ví dụ như cơ quan chúng ta cần triển khai một website chẳng hạn, thì chúng ta có thể là cài đặt cái máy chủ web và triển khai website lên nha. Thứ năm đó là giữ cho hệ thống và các dịch vụ hoạt động một cách smoothly, là một cách êm ái, trơn tru, ổn định nha. Smoothly là êm ái, không, mình hiểu đi, ta hiểu là hoạt động ổn định đó. Thì để mà giữ cho hệ thống chúng ta hoạt động ổn định, ta phải làm gì? Theo dõi đó. Không, mình phải biết được hiện nay là server mình đủ đủ RAM, đủ CPU, không, mạng đủ băng thông hay không, các dịch vụ đang còn hoạt động hay không, không. Ví dụ như giờ ta đang cái website của công ty nó đặt ngang cho nó chết rồi thì chúng ta phải xử lý nó, xử lý nó. Đầu tiên là ta phải theo dõi, sau đó thì có sự cố thì phải xử lý. Ví dụ như phát hiện là mạng bị đứt, không, kết nối internet của hệ thống mạng công ty nó bị đứt, bị đứt kết nối, như thế ta phải tìm ra được nguyên nhân và chúng ta xử lý nó nha, để ta duy trì cho cái hệ thống nó hoạt động một cách ổn định. Công việc thứ sáu nha, đó là chúng ta phải lập tài liệu hệ thống nha. Tài liệu đây là bao gồm là tài liệu về mô tả về phần cứng, phần mềm người dùng, ngoài ra là các cái chính sách về quản trị hệ thống trong công ty chúng ta. Ví dụ như là ta quy định về mật khẩu như thế nào, các người dùng trong công ty là phải đặt mật khẩu mạnh ha, rồi dữ liệu được sao lưu lúc mấy giờ, vân vân, thì chúng ta phải lập những tài liệu như thế. Tiếp theo là thường xuyên ta phải theo dõi đánh giá cái tình trạng an ninh của hệ thống chúng ta.
nó có vấn đề gì thì chúng ta phải cải thiện nâng cấp, để không thôi là khi có rất là dễ để hacker tấn công chẳng hạn nha, hoặc là có những sự cố về an ninh xảy ra. Rồi chúng ta cũng phải thường xuyên đúng không? Hỗ trợ người dùng, ví dụ như các người dùng trong công ty họ không sử dụng được phần mềm, không hệ thống máy tính họ không khởi động lên vân vân, thì chúng ta phải hỗ trợ họ. Hỗ trợ họ thì slide này đã nói đó, thì nó tóm tắt các cái công việc một cách quản trị hệ thống phải cần làm, và trong môn học này chúng ta sẽ đi ra từng bước từng cái loại công việc này, và chúng ta minh họa nó ha, bằng một cái hệ hành Linux để minh họa nó cụ thể là các công việc này làm trên Linux sẽ làm như thế nào. Hồi nãy có cái câu hỏi của anh chị nào đó mới hỏi đó là học môn này có lập trình hay không và có loại gọi là MySQL hay không. Câu trả lời là có ha, tuy nhiên lập trình không nhiều, ít thôi chút xíu à, nhưng mà chủ yếu là phải có lệnh nhiều đó, tại vì chúng ta dùng Linux thì chúng ta dùng lệnh ha, dùng lệnh. Ngày nay thì các cái hệ thống Linux thì nó đều có giao diện, hầu hết là có giao diện đồ họa ha. Tuy nhiên thì không phải cái server nào nha, hệ thống Linux nào nó cũng người ta khi ta cài đặt người ta cũng cài điện cài đặt giao diện đồ họa hết, có thể có hoặc không. Do đó thì chúng ta học học lệnh, mình ta xác định tốt rồi thì ra nó vô những họa nó cũng dễ thôi, không gì phức tạp ta dùng lệnh quen rồi thì nó sẽ tiện và nhanh hơn rất là nhiều so với dùng đồ họa vô những đồ họa. Rồi những slide tiếp theo thì nó sơ lược về các công việc thế này, chị có thể đọc thêm thôi, dùng nó sao lưu dữ liệu làm gì, quản lý phần cứng làm gì ha, cái phần mềm làm gì, theo dõi hệ thống làm gì nha, xử lý sự cố không, xử lý sự cố nè. Lập tài liệu ha, theo dõi an ninh, hỗ trợ người dùng. Thì hồi nãy giờ ta nghe sơ sơ là chúng ta thấy là công việc của anh quản trị hệ thống thì nó rất là thử thách. Không? Để làm tốt cái công việc quản trị hệ thống đó thì chúng ta phải cần có tiếng kiến thức rộng về phần cứng, về phần mềm, phải biết cân bằng các cái yêu cầu trái ngược nhau. Làm quản trị hệ thống như là làm dâu trăm họ đó. Trong cơ quan mình thì người này thích ý này, người kia thì khác ý khác, vì ông giám đốc thì thích cái này, thích phần mềm này, ông phó giám đốc phần phần khác không, thì để đáp ứng những yêu cầu trái ngược như thế thì cũng rất là khó nha. Rồi ta phải làm được làm việc tốt nha dưới các áp lực không, nhiều khi sáng sớm vô không, hệ thống mạng của công ty đứt là toàn bộ công việc công ty đã gián đoạn rồi, lúc đó là cái tên bên quản trị hệ thống mới kéo lên không, phải làm sao nhanh chóng nhất có thể để hệ thống hoạt động lại, chứ không thôi là rất là phiền. 24 trên 7 sẵn sàng nha, 24 giờ mỗi ngày 7 ngày mỗi tuần phải sẵn sàng. Nhiều khi giữa đêm đúng không, đang ở nhà với vợ mà server công ty nó có sự cố, nhiều khi muốn chạy vô công ty xử lý nha. Chúng ta thời gian nghỉ lễ này nọ đồ đó, nghỉ Tết nghỉ lễ đồ đó là mọi người có thể nghỉ ăn thoải mái không, nhưng mà anh quản trị hệ thống cứ nơm nớp, nhiều khi là đang nghỉ nghỉ lễ thì có sự cố không chạy vô công ty xử lý. Anh thường thường anh chị có coi mấy cái hình hài trên mạng đó không, mấy trước cái mỗi kỳ nghỉ lễ là mấy anh quản trị mạng của chị hệ thống là phải cúng ông thần server để cầu cho cái mùa nghỉ lễ nó an lành linh hoạt vị tha kiên nhẫn nha, đây là những đức tính cần thiết của anh quản trị hệ thống không? Đôi lúc mình bực bội chứ không phải bình tĩnh, ví dụ như nhiều khi cái cô đó nói báo mình là tại sao cái máy của xài không được khởi động không lên, mình lại mình gờ máy thì phát hiện là có chưa cắm điện vô hay gì đó, thì lúc đó cũng bình tĩnh đừng có nạt nộ người ta, có kỹ năng giao tiếp tốt nha. Điều đáng buồn đó là mọi người chỉ nghĩ đến quản trị hệ thống nha, mọi người chỉ nghĩ đến quản trị hệ thống khi mà công việc nó không có cho chạy,
trời quang mây tạnh không, server chạy ổn định không, mạng nhanh nên thì đâu có ai nhớ quản trị hệ thống đâu, quản trị mạng đâu, mà thường là nhớ khi nào server sập không, mạng đứt thì mới gọi tên của chị thống này. Chuyện tốt đẹp thì không thấy đâu hết trơn, mà lúc có sự cố thì tên cũng được gọi lên nha. À, thì ra lúc cũng hơi buồn hả. Ở đây không biết có anh chị nào làm quản trị mạng, làm quản trị hệ thống trong công ty mình không, hay cơ quan mình không? Gần đây thì nó có một cái ngành, cái nghề, cái vị trí việc làm gọi là vị trí DevOps nha, DevOps. Dev, đây chữ Dev thì ta nghe là trình viên phải không? Developer là trình viên nhưng không chỉ phần mềm. Thì để mà trong những cái công ty phần mềm này nọ đó anh chị, thì một các nhân viên thường đó là các lập trình viên. Nó không giống như ngân hàng phải không? Trong ngân hàng, trong cơ quan sở ban ngành đó, thì các cái nhân viên là những cái ngành nghề khác, kế toán, kinh tế, nông nghiệp, thủy sản đó, chỉ có ngành quản trị hệ thống và cái phòng IT đó, là chuyên môn là về công nghệ thông tin thôi. Nhưng mà nói với những công ty phần mềm nha, những công ty phần mềm thì hầu hết các nhân viên là có chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng họ vẫn có phải có một cái bộ phận gọi là cái vị trí việc làm là DevOps để hỗ trợ cho những cái lập trình này. Thì ngoài kỹ năng về quản trị hệ thống thì kênh DevOps này còn có những kỹ năng về phần mềm, quản lý phần mềm, nghiệp thử vân vân để hỗ trợ cho các anh lập trình viên. Thì hiện nay cái vị trí này thì lương nó khá là cao, rất là cạnh tranh nha, và càng như là thị trường rất là cần cái vị trí này. Rồi, tới đây mọi người có câu hỏi gì không? Ok phải không? Nắm được ha? Nghe hiểu hết luôn anh chị. Nội dung này thì mình ngồi nghe thôi, cũng đâu có gì nó phức tạp không? Mà quan trọng là có nghe không thôi hả? Nhiều khi đăng nhập vô đó đi đâu chút có về nè. Trước đây có gì chúng mình thời điểm Covid nó dạo online nhiều đó, có tình trạng là sinh viên nó vô, đi vô học là cứ đăng nhập xong rồi nằm ngủ rồi. Lâu lâu giáo viên phải kêu nhấn nút gì đó điểm danh cái số 1, số 2 đó, phải 3 cộng 2 bằng mấy cho kết quả nhắn vô đó. Mà mình có cái hình trên màn hình nhìn nó cũng vui hả, cái tiêu đề của cái hình ha, hệ điều hành nào, OS là hệ điều hành không, hệ điều hành nào cần học để làm quản trị hệ thống. Thì dưới đây chúng ta thấy có ba anh ha, anh này là anh Mac nha, anh là Mac không, Mac OS, anh này là Unix, Unix hay là chính là Linux luôn đó ha. Vista này chính là Windows, Vista này là một phiên bản Windows, nó cũng lâu lắm rồi, 20 mấy năm rồi, những năm 2000 á ha. Thì người ta để cái hình này nhằm mục đích là so sánh ba hình, so sánh ba hệ điều hành đúng không, mình so sánh ba hệ điều hành và có vẻ là hơi dịp hàng ở Windows à, dịp hàng Windows không. Nếu hình này nó thích mát thì sao, gọn gàng phải không, gọn gàng thực sự ha. Chúng ta xài iPhone hay xài Mac ha, xài MacBook được không, thấy nó gọn gàng không. Đẹp ha. Anh Linus hay Unix thì sao? Mạnh mẽ ha? Mạnh mẽ. Đúng như vậy, ta xài Linus gần như cái gì nó cũng có
tiện dụng ha. Còn anh Window thì nhìn thấy sexy hấp dẫn ha, những cái vẻ mong manh dễ vỡ. Những cái hình này thì ca người ta có vẻ hơi dịp hàng anh Window chút. Nhưng hiện nay thì quá trình phát triển của hệ hành thì nó cũng qua lâu rồi, nên mỗi cái anh thì nó đều có những cái ưu điểm nhược điểm riêng. Cái câu của chúng ta, câu hỏi chúng ta đây là hệ điều hành nào cần phải học để làm quản trị hệ thống? Thì câu trả lời là học hết. Không, học hết. Ví dụ ta làm quản trị hệ thống thì chắc chắn là ta phải quản trị trên cái máy chủ, trên server. Trên server thì như đã nói rồi, nó là Unix và Linux là chính chủ yếu. Không, chủ yếu. Nhưng mà giờ trong cơ quan công ty chúng ta thì các người dùng ra xài Windows rất là nhiều, không? Xài Windows rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cũng không biết xài Windows thì cũng rất là khó để hỗ trợ người ta. Mình làm ở hệ thống thì trong nhiệm vụ đó là hỗ trợ người dùng mà. Nhưng mà không biết xài Windows thì đâu được, không? Mac cũng vậy, không? Mac OS hiện nay thì cái người dùng xài Mac OS thì xài MacBook rồi đó, cũng rất là nhiều. Có điện thoại iPhone rất là nhiều. Tôi xài laptop, tôi xài MacBook, MacBook Air. Nhưng mà tôi xài điện thoại thì xài Samsung, xài Android. Nên thỉnh thoảng người nhà tôi xài iPhone mà đưa tôi coi dùng, hỗ trợ sử dụng nữa đó, là tôi không biết được tôi sử dụng luôn. Nên câu tóm lại ha, thì chắc chắn là quản trị hệ thống thì chúng ta phải biết xài Linux và các hệ điều hành khác. Tất nhiên là tùy theo mức độ khác nhau. Chúng ta cũng không có sa đà vô cái chuyện là thằng nào tốt hơn thằng nào mạnh hơn thằng nào hay gì đó. Mỗi anh nó thì có những cái phân khúc thị trường riêng. Nên cũng không thể nào nói là anh nào nó tốt hơn nào, quan trọng là nó đáp ứng giải quyết được công việc của mình. Trong slide thì có những cái hình vui, chị có thể đọc thêm coi hình để ý là nói gì. Quay lại cái câu của chúng ta là tại sao, không? Tại sao và chúng ta dùng Linux. Cụ thể đây là chúng ta sẽ dùng cái hệ điều hành là CentOS Linux để thực hành. Thì thực tế thì chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn chính thôi. Thứ nhất là Windows Windows Server. Thứ hai là các hệ điều hành thuộc họ Unix và bao gồm cả Linux. Thì cả hai thằng này trên thực tế thì nó đều được sử dụng sử dụng. Nhưng mà ở đây ta thì ta đang sử dụng trên hệ thống máy chủ thì Linux nhận phổ biến, Unix thì Linux là nhận phổ biến hơn. Ở đây chúng ta nói chút xíu về cái hệ điều hành, các hệ điều hành. Chúng ta nghe qua hệ điều hành Unix chưa? Nghe rồi, hôm nay giờ nói quá trời đó. Chúng ta sẽ có cái hệ điều hành là hệ điều hành Unix. Unix thì nó ra đời năm 1969. 69. Tất nhiên là quá trình phát triển là mấy chục năm rồi thì nó cải tiến rất là nhiều. Thì Unix được xem là thủy tổ của các cái hệ điều hành hiện đại hiện nay. Những hệ điều hành hiện nay thì rất là bắt chước cái ý tưởng của Unix. Thì Unix nó có những rất là nhiều cái thằng con đó. Ví dụ người ta sẽ có một cái thằng nó thành hệ điều hành BSD. BSD. Rồi nay ta có thằng FreeBSD chẳng hạn ha. Rồi BSD này nó phát triển thành một nhánh và nó tới ngày nay nó gọi là chính là cái thằng macOS của chúng ta. macOS thì nó chính là phát triển dựa trên BSD chỉ đây. Ngoài cái thằng những nhánh này nó rất là nhiều nhánh khác, chẳng hạn là Solaris nha. Rồi. Thì Unix rất là hay. Nên lúc đó người ta có một cái dự án. Nhưng mà Unix là cái hệ thống thương mại, phải không? Nó không có. Thì nó có một dự án gọi là dự án GNU.
ha, dự án GNU GNU ha, mấy thầy một số người đọc ở GNU ha. Cái dự án này nó muốn làm gì? Là nó xây dựng một hệ điều hành giống như Unix nhưng mà nguồn mở, có nghĩa là nó tự làm lại hệ điều hành, nó tự xây dựng một hệ điều hành có những tính năng giống như Unix nha, nhưng mà có mã nguồn mở. Thì cái dự án GNU này nó làm ra được rất là nhiều cái công cụ nha, công cụ, nhưng mà nó chưa trở thành một cái hệ hành chính thức tại vì nó còn thiếu nhân để hệ điều hành. Thì đến năm 1991 á, thì có một cái anh sinh viên người Phần Lan nha, anh ta bắt tay vô, anh ta sử dụng các cái công cụ của GNU này nè, anh ta xây dựng một cái hệ điều hành nha. Và năm 1991 chính là cái thời điểm mà đánh dấu sự ra đời của hệ hành Linux, ta lấy cái tên của ông đặt luôn nha. Thì đó là cái tính khác, hệ hành Linux là hành bắt chước hành Unix, nó có những tính năng giống như Unix đó nhưng mà nó viết lại mã nguồn mở. Còn những thằng này phía bên đây thì coi như là nó coi là con ruột nè nha, con ruột cháu ruột nè, còn thằng này là giống như thấy người ta hay quá bắt chước người ta thôi nha. Chúng ta có thể có một cái timeline của các hệ điều hành, chúng ta sẽ thấy hiểu rõ hơn. Unix timeline ha. Này có thể như thì trên cái hình này thì đánh dấu sự cái timeline, cái quá trình phát triển của các hệ điều hành mà liên quan đến Unix. Thì Unix nó ra đời năm 1969 là ha, tại Bell Lab, và nó sẽ có những nhánh con đó, chẳng hạn như thành BSD nha. BSD nó phát triển tới ngày nay thì nó có những cái thằng là FreeBSD, tới năm 2020 là phiên bản 12.2 nè, vâng vâng thì trong đó nó có một nhánh ha, nhánh nó đi thành cái hệ điều hành macOS nha, trên cái hệ thống các cái máy app MacBook á của chúng ta nha. Rồi nó có những cái hệ điều hành thương mại của Unix là Solaris nha, hiện nay được cái sở hữu bởi Oracle ha. Rồi tôi thấy nè, thì từ cái Unix này thì ta tới năm 1980 thì nó làm 83 thì có cái dự án GNU nha. Dự án GNU thì dự án này là nó đã nói đó là nó sẽ muốn xây dựng một cái hệ điều hành mà nó giống như Unix nha, nhưng mà mã nguồn mở. Nên ta thấy cái đây là cái mũi tên, nó là dấu chấm chấm ha, nó phải là con ruột ha, còn mấy hàng này là con ruột đây nha. Và dự án GNU thì nó phát triển tới năm 1991 thì đánh dấu sự ra đời của Linux bằng cách là ông Linux nha, ổng tung ra cái bản đầu tiên nha. Và hiện nay thì tới năm ở đây năm 2020 thì bản 5.15 nha, năm 2023 thì nó lên 6 chấm mấy rồi nha. Đây là cái mô tả ha. Như thế thì chúng ta hiểu rằng ta thường thường ta nghe hành Unix và Linux, ta phải phân biệt được hai chuyện này. Unix là chỉ một cái họ các hệ điều hành nha, khác nhau. Linux thì nên là một cái anh mà bắt chước các tính năng của Unix nha, nhưng mà xây dựng lại mã nguồn. Một vấn đề nữa khi mà chúng ta nói về hệ điều hành Linux thì chúng ta sẽ có hai cái khái niệm là nhân hệ điều hành là kernel, và thứ hai là cái distribution mã phân phối. Đây là hai khái niệm mà chỉ cần nắm. Khi chúng ta nói về Linux không thì ta hiểu đó là cái nhân hệ điều hành nha, nhân hệ điều hành, cái tính năng lỗi hệ điều hành, phải không? Nhưng mà để trở thành một cái điều hành mà chúng ta sử dụng được thì chúng ta phải cần thêm những cái bên ngoài nữa, như các phần là quản lý gói phần mềm này ha, các cái môi trường công cụ shell để làm việc khác vân vân, các công cụ để quản lý này nọ. Thì khi mà chúng ta nói cái Linux không thì nó chính là cái nhân, cái kernel, phải không?
Còn cái bảng phân phối đó là một cái anh hệ điều hành mà nó có sử dụng cái kernel Linux và những cái đơn giản là những thành nó một cái đơn giản là những thành phần thêm vào để trở thành một cái hệ hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bảng phân phối Linux khác nhau, nhưng nó có một số nhánh chính như thế nào. Nhánh chính hai nhánh có thể kể hai nhánh chính quan trọng, đó là nhánh Red Hat. Red Red Hat, nón đỏ ha, logo nó hình cái nón đỏ nha, trong slide nó thấy đó, nha, nón đỏ này. Hat thì nó có những thằng con của nó, chẳng hạn như ta có thằng quan trọng của nó là CentOS, đúng không? Vân vân. Ngày nay ta có những thằng như Rocky đây đó, nha. Ta có nhánh Debian, nha. Debian là ta có một cái thằng con nhưng quan trọng là Ubuntu. Ubuntu, nha. Anh chị đã học cái môn nguyên lý hệ điều hành chẳng hạn không? Thì có sử dụng Ubuntu. Chúng ta ví dụ học môn an toàn hệ thống thì chúng ta có thằng Kali đây nó sẽ hàng nha. Kali đó đây là một cái bảng Linux mà tích hợp sẵn các cái công cụ bảo mật hacking này nọ để chúng ta học những môn về về bảo mật, về về kiểm thử bảo mật vân vân. Thì trên quá trình phát triển của các cái bảng phân phối Linux này đó, thì nó có rất là nhiều thằng, hàng ngàn cái bảng phân phối, thậm chí cả chục ngàn phân phối ra đời. Có những bảng phân phối nó tồn tại vững mạnh tới ngày nay, chẳng hạn như những bảng phân phối Red Hat để bàn này, nó ra đời năm 1993 tới bây giờ nó vẫn là được sử dụng phổ biến. Nhưng có những bảng phân phối mà nó ra đời cách đi trong lặng lẽ, chẳng hạn như trước đây Việt Nam mình có một cái bảng Linux là Việt Khi Linux. À, Việt Khi Linux. Việt Khi chỉ biết bộ gõ Việt Khi không? Cái nhớ nó cũng phát triển một cái bảng là Việt Khi Linux. Nhưng mà nó cũng tồn tại đâu được có một thời gian ngắn thôi. Một vài năm rồi mất tích. Để một cái bảng phân phối Linux thì nó tồn tại được thì nó phải có cộng đồng người dùng. Rồi nó phải có cái hỗ trợ phía sau lưng, có những cái quỹ dự án, những công ty sau lưng thì nó mới tồn tại được nha. Chứ việc phát triển một cái bảng phân phối thì nó không phải là quá khó, phải là cực kỳ khó, mà làm sao để duy trì nó, phải không? Nó cho cái cộng đồng người dùng sử dụng được thì nó là cả vấn đề. Một vấn đề nữa là chị thường có thể sai lầm hiểu nhầm đấy, là Linux là miễn phí nhưng là xài không tốn tiền, đó là chưa chính xác ha. Có những bảng Linux thì là free, miễn phí hoàn toàn, anh chị có thể tải xuống chị xài. Có những bảng anh chị sử dụng phải trả tiền, chẳng hạn như Red Hat Linux. Red Hat Linux ta coi thử cái giá của nó là nhiêu ha. Không, bản Red Hat Linux cái bản có phải vài trăm đô phải không? Tùy phiên bản khác nhau, có bản vài ngàn ha. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng chúng ta. Nên giá là giá thấp nhất đó nha, chứ không phải giá cao nha. Nó tăng lên nữa. Trong khi đó thì chúng ta có một cái bảng nó giống như là Red Hat. Red Hat thì nó hiện nay nó là khẩu trình nó IBM phải không? À, chúng ta có một cái bảng chẳng hạn như bảng CentOS, không? Về mặt tính năng thì CentOS nha, giống như Red Hat thôi nha, giống như Red Hat thôi, nhưng mà nó là free, miễn phí hoàn toàn. Hiện nay thì do cái CentOS chính chẳng hạn người ta tải về ta sử dụng nha.
free hoàn toàn. Vậy câu trả câu hỏi tại sao mà về mặt tính năng hai thằng này nó giống nhau hết, phải không? Tại sao người ta mua cái Red Hat và trả tiền một cái Red Hat, trong khi đó thằng CRS lại miễn phí, người ta không xài. Cái câu vấn đề ở đây đó là tại mình có tiền, à, khi mà chúng ta mua những cái, khi mà ta trả tiền ta sử dụng một cái dịch vụ nào đó không, thì mình những cái quyền đòi hỏi không, ví dụ giờ mình đi vô quán cơm mình ăn đi, mình trả những cái cơm 30.000 50.000 đó, ví dụ trả những cái cơm 30.000 đi, ăn cơm bình dân 30.000, mà nếu như tôi bán đồ ăn không ngon lúc đó mình sao? Người quyền đòi hỏi giá, nói người ta thịt nướng không chín gì đó hả, vân vân, cơm sống gì đó, là mình có quyền cằn nhằn phải không, mà bắt đổi lại ha, vân vân. Vô rồi mình, người ta nhờ ví dụ thiếu gì kêu xin chén nước mắm có người bưng lại cho mình phải không, vô cái quán cơm kia thì nó cơm cơm từ thiện chẳng hạn, thì vô đâu có dám gì phải không, cơm mình không ngon thì không ai ăn chứ, không cả nhà chê cơm dở hả, mà sai người ta làm phục vụ cho mình đâu được phải không. À, mình mua Red Hat thì ở đây là mình mua cái dịch vụ đó ha, là nó sẽ hỗ trợ cho mình trong các vấn đề về bảo mật, phone support vân vân. Còn cái CNRS chẳng hạn thì mình chỉ sự hỗ trợ từ cộng đồng thôi, còn mình có vấn đề đó mình lên trên những cái trang hỗ trợ của cộng đồng đó mình nhờ hỗ trợ ha. Rồi, ví dụ như nó cũng không có duy trì, ví dụ như khi có một cái sự cố bảo mật nào đó không, thì GitHub thì nó trong cái dòng đời hỗ trợ nó là nó sẽ phải trách nhiệm, nên nó phải đưa ra những cái bản bản vá ha, để cho cái hệ thống Red Hat. Còn như CNS chưa chắc à, có thể có hoặc không, không có gì ràng buộc hết. Thì đối với những cái hệ thống đắt tiền, trả tiền để cái hệ thống ổn định là bình thường, phải không? Như ngân hàng, phải không? Các thị trường tài chính, phải không? Vân vân, chỗ đó nó có gì ngoài tiền đâu? Thì trả vài ngàn đô, vài chục ngàn đô để mà có một hệ thống ổn định thì người ta sẵn sàng trả. Đâu nhất thiết là phải miễn phí. Nói chung không có gì miễn phí ha. Thì trong cái tuy nhiên thì trong cái môn học của chúng ta thì chúng ta cũng không có tiền đâu mà chúng ta mua đại Red Hat để chúng ta thực hành, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái bản cộng đồng đó ha, tạm hôm nay là bản miễn phí đó, đó bản CMS để thực hành. Rồi. Những slide còn lại thì nói về lịch sử Linux vân vân thì đọc thêm, nãy giờ tôi nói trên giảng ba rồi đó. Này. Ngày nay thì học sử dụng Linux cũng khá là dễ dàng. Thời trước không, thời 20-30 năm trước học Linux nó khó, không, nói chung học công nghệ thông tin lúc đó nó khó, tại vì tài liệu đồ rất là ít. Còn Internet cũng chưa phổ biến nữa. Nhiều khi mà muốn học cái môn gì đó, học cái kỹ thuật, cái công nghệ gì đó, nhiều khi lại lên thư viện phải kiếm được quyển sách là mừng dữ lắm rồi. Nhiều khi những cái quyển sách bằng tiếng Anh mà thầy cô đi học nước ngoài mang về, mượn được photo là giữ nó như là giữ quyển của âm chân kinh vậy đó. Như ngày nay là chúng ta có đủ hết không? YouTube, nha. Stack Overflow, không? GitHub, tập trình giờ có thăm thành viết nếu không lên GitHub kiếm mấy cái mã nguồn gì sửa sửa rồi là thấy ok rồi, sửa sửa thấy ok rồi phải không? Lên YouTube không, hướng dẫn tiếng Việt tiếng Anh đầy hết. Hiện nay có một số anh chị khi mà làm luận văn tốt nghiệp hay là tiểu luận tốt nghiệp gì đó hả, là viết cái lời cảm ơn, là ngoài việc cảm ơn cha mẹ thầy cô không, bạn bè thì cảm ơn thêm là YouTube không, cảm ơn Google, cảm ơn YouTube, cảm ơn Stack Overflow, cảm ơn một cái anh chàng Ấn Độ nào đó chưa biết tên trên mạng, trên YouTube đã hướng dẫn các kiến thức cần thiết cho tôi hoàn thành cái luận văn này, tiểu luận này. Trên YouTube thì rất là nhiều các cái anh người Ấn Độ ha, làm những cái bài giảng nha.
Thì đó ha, hiện nay thì sử dụng Lai đó thì không quá khó, hoặc là sử dụng các cái công cụ tìm kiếm hỗ trợ thì dễ dàng giải quyết thôi. Như đối với chúng ta học thì trong các bài thực hành thì có video hướng dẫn, nhiệm vụ chúng ta là chỉ cần xem video để làm lại thôi. Hình nè. Câu gì? Tôi sẽ sử dụng Google trước khi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi sẽ sử dụng Google trước khi hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Thật ra thì mình học mình không biết mình hỏi thôi, không có không gì ngớ ngẩn, nhưng mà ý là nhắc nhở là nên học kỹ năng tìm kiếm thông tin ha. Rồi, hết chương đầu tiên, mọi người có câu hỏi gì không? Hello. Tổng cộng mình học mấy buổi hả? Anh chị muốn học mấy buổi? Trong cái môn này thì phần lý thuyết là mình được phân 15 tiết đó nha. Bây giờ mình học cần được 2 tiết chưa? Chưa được hả? Học thì đào hết nội dung thôi chị. Muốn học nhiều hay học ít anh Vũ? Học đủ tiết là được rồi hả? Chứ không là học hết nội dung hả? Anh chị ngoài học kỳ như học kỳ này anh chị có ngoài môn này anh chị còn học số môn khác nữa phải không? Bốn môn khác hả? 4 môn khác. Môn này ta học nhanh nhanh thì ta học cả phần mà buổi này ta chắc học nhanh còn 5 buổi nữa cũng được. 5 môn thì chắc tối nào cũng đi học hết hả mọi người? Tối nào cũng bật cái máy tính lên rồi ngồi đọc báo hả? Cả tuần cố gắng lại. Lớp mình là đa số là liên thông hay là học từ đầu luôn chị? Liên thông cao đẳng lên hay là học từ đầu luôn? Học từ từ năm nhất luôn, học từ đầu à? Từ đầu ngắn ha, học liên thông rồi quay qua lại là 2 năm là xong rồi. Từ đầu là cũng môn này mà học từ đầu cũng ngắn mà, 4 năm rưỡi thôi kệ ha. Con đường vạn dặm bắt đầu từ những bước chân. Và bài 2 là học từ đầu đúng vậy phải không? Nhưng mà có được giảm miễn nữa không? Cao đẳng đúng ngành đường môn này à. Như đại cương à, đại cương cũng nhẹ rồi, đại cương hết 5 rưỡi rồi. Ngoài hai những còn chăm chỉ. À. Cao đẳng hình như không có được, cao đẳng đúng ngành thì không được miễn môn này, nó không nhớ chính xác. Miễn môn khác, mấy môn như hệ điều hành này đó. Kệ. Mình học phải không? Cũng chăm chỉ hả? Học văn bằng 2 mà học công nghệ thông tin là cũng hơi lạ ha. Thường thường văn bằng 2 là người ta học số ngành khác phải không? Và là anh chị học cao đẳng học liên thông lên rồi hả? Có lý do gì học bằng 2 công nghệ thông tin không? Học công nghệ thông tin học bằng 2, học cái trung học công nghệ thông tin học hệ từ xa thì cũng áp lực anh chị. Nên tôi hiểu rõ cái khó khăn của anh chị trong trong việc học. Ồ, tốt. Rồi tôi sẽ dạy gì đam mê cho mọi học gì đam mê ha. Tốt. Nói chung thì mình học cái học gì lên lương à, nên là anh thêm bằng 2 là học học liên thông. Liên thông ở nước ngoài thì liên thông lên sẽ bằng đại học lên thì sẽ lên lương phải không? Còn mấy bạn kia thì là đại học rồi phải không, học bằng 2 thì không có lên lương.
là tức là đam mê thôi. Thôi bữa nay mình học bữa đầu ha, giới thiệu nhiêu đó ha, điểm danh không chị, là điểm danh không? Danh cái ha, danh sao đây, mấy môn khác điểm danh sao? Danh tính chuyên cần hả? Ok, mà mấy môn khác điểm danh sao? Thầy cô đọc tên hay sao? Đó giờ tôi cũng ít điểm danh lắm, môn này có điểm danh thầy. Để từ xa phải không? Chưa có danh sách à, còn cái điểm mà có ít vậy, có hai mấy người hả? Thường thường dạy mấy lớp kia ta cả 50, lớp cả 80 luôn á. Đọc tên à. Tôi tạo cái file điểm danh ha. Đây ngày 3 tháng 7 hả? Rồi điểm danh anh chị nào có thì gõ lên cái ha, cho nó hiện lên, tôi thấy có hiện lên thì tôi sẽ đánh vô ha. Nguyễn Minh Nhật không ạ? À? Nó đọc từ trên xuống đi nha anh chị. Rồi đầu tiên là Nguyễn Minh Nhật. Không có ha. Cẩm Hùng, Cẩm Hưng gì đó. Số 2 có không? Số 3 có ha. Cảm ơn có hả? Ok. Số 4 Trọng Lực có không? Số 4 có ha. Số 5 Khánh Duy có không? Nguyễn Khánh Duy. Nha. Số 6 Trần Minh Thư có không? Chưa có đây. Không lên tiếng rồi chưa vắng nha. Ngọc Linh số 7. Số 8. Nguyễn Nhân Anh. Mấy người kia chắc đi học mà tắt biết ha. Thế Hiển. Tổ Huy.
thành gì, thành lem hả? Thành gì anh chị? Anh tên gì? Số số 11 nè. Lem có à. Vũ Linh có không anh? Không có luôn. Nhật Minh 13 có Số ha. 12 có rồi. 12 Vũ Linh có phải không? Nhật Minh đánh vô giùm tôi đi. Đánh vô cái hồ vô chat đó là có minh chứng rồi, mai mốt lưu lại mà không có kiện. Anh nào có gõ vô phần chat nha, nó lưu lại nha, có lóc nha. Không không đánh đập coi không có nha. Phong Nhã có ha, Thế Nhân không có luôn, Nguyễn Minh Nhật có, Thịnh Đạt, Cao Phong, Thịnh Phát nha, Cao Phong có không, Đức Thành vắng luôn, Mạnh Thư vắng luôn, Tự Cường, Tự Cường là Tự Cường có không, ok, Ngọc Anh, chị Ngọc Anh có không chị, Dạ có thầy. ok, anh Tuấn, Dạ có. ok. Thầy ơi, Mạnh Thứ có thầy ơi. Em có nhắn lên nữa thầy. Ok, theo thứ tự đi, Trần Tiếp có không? Dạ có thầy. Quốc Trường. Có đánh vô cái bảng lóc cái ha. Long Thương. Hoàng Vũ. Dạ em có thầy ơi. Anh Tuấn. Dạ ha. Thế Nhân, anh Nguyễn Thế Nhân là chưa có danh sách phải không? Danh sách tôi thấy trên kia rồi, nhưng có ha, mình muốn xem như luận từ từ Nhật luận ha. Chiếu tròn có chưa, chị đã coi chưa, có mình phải báo để vô nha. Nguyễn Thế Nhân phía trên có rồi thầy. Nhà có rồi không, Dạ, chỗ số 15 là có rồi thầy. Nguyễn Thị Tuyền nha, Nguyễn Thị Tuyền có chưa, xin sách chưa chị Tuyền, chị Tuyền lý Thầy ơi, em tên Quách Anh Tuấn thầy ơi. Trường Vũ hả? Quách Anh Dạ Tuấn thầy thầy ơi. ơi, nó bị rớt mạng thầy ơi. Má đi đâu về vậy đi anh? Dạ thầy ơi, em tên Nguyễn Minh Nhật X370 thầy ơi. Thầy ơi, em qua tên Quán Tấn chưa điểm danh thầy ơi. Lê Quốc Trường có thầy ơi. 21 điểm danh mà tới đó không có điểm danh thì coi như vắng nha. Chưa có danh Nguyễn sách Minh thầy Nhật. ơi. Nguyễn Minh Nhật thầy ơi. Thầy ơi, em tên Quách Anh Tuấn thầy ơi, em mới vừa vô lại bị rớt mạng các thầy. Nghe rồi, từ từ. Nãy giờ đi đâu trốn học rồi giờ nghe điểm danh chạy vô phải Dạ thầy ơi, Nguyễn Minh Nhật thầy ơi.
Dạ x 370 thì ơi, ở trên đó thầy. Dạ. Dạ Phạm Thế Hiển đó thầy ơi. 323. Em 378 thầy ơi. Nguyễn Minh Nhật x 370 ở trên thầy. Em là x 378 thầy ơi, Quách Anh Tuấn thầy ơi. Lê Quốc Trường số 2. Còn ai nữa không? Dạ thầy ơi, em Nguyễn Minh Nhật x 370 thầy à. Không có x 370. Nãy giờ nó nói 370 tôi kiếm hoài không có cái 390 à. 39 x 390 trên đầu này số 1 đó thầy. Sao nó giờ nói 370? 390 thì. Dạ, cảm ơn. Động lực có không? Minh Thư, Ngọc Linh, Vũ Linh có phải không? Rồi, các anh chị là chưa có không? Anh chị là có mặt hôm nay gõ số 1 vô ô chat nha, là minh chứng sau này khỏi có tất cả gõ số 1 vô cái ô minh chứng đi, ô chat đi ha. Rồi để sau này có thắc mắc điểm danh thiếu ai đó thì khỏi có công cậy cự cãi nha. Mình học có tới đại học rồi mà vụ này phiền quá hả? Ok ha, có cái điểm danh để có động lực đi học ha. Bữa sau cho làm bài nha. Giảng xong rồi cho làm mấy câu trắc nghiệm lấy điểm. Rồi anh cứ gõ vô đi rồi sau này cái chat nó có lưu lại hết à. Trọng Hiếu không? Ai không gõ vô là coi như là không có lóc nha. Sau này xử là án tại hồ sơ nha. Rồi, chắc hôm nay mình giao lưu tới đây được ha. Mọi người có câu hỏi gì không? Không có thì bữa sau hả? Bữa sau cứ lên học bài thôi anh. Chưa có làm gì, chưa có bài thực hành đâu. Một hai bữa đối với bài thực hành chúng ta cứ đi học trong trong giờ nghe bài giảng là được. Rồi thôi, cảm ơn mọi người, ta kết thúc bữa nay ha. Bữa tới là thứ năm gì đó phải không, tiếp tục ha. Rồi bye bye mọi người.